bà nãy bà đưa cái mặt vô cây chê, vô trái cherry nhé. Phải nhìn một trời một vực luôn á. Ô, trồng bao nhiêu cây cherry. Nó gom, gom trái cherry của người. Anh đẹp quá nè, em với anh chụp tấm nha. Nha. Anh mới vừa chụp, anh mới vừa đưa vô anh thấy nó thấy gom. Không, đẹp lắm nè, con chụp may là phone em gì mà đẹp nè. Thấy không? Em ngồi mấy trái đi, để dựng phim chơi. Dựng bài hát. Nói nhà tôi gom cây cherry. Vui dữ lắm hả? Mẹ có răng đâu mẹ sợ. Ai vui là mẹ sợ lắm. Chụp xong chưa để con ngồi à, chưa để chụp. Con chụp rồi. Hát đi. Cái trái này đẹp quá nè. Giả bộ vậy nè, đưa vậy nè, cái mẹ cầm cái mẹ.
Cái thông cũng vậy kìa, lá sụp xuống dưới luôn kìa. Cảm giác của cổ. Cổ cổ sao quá xe xe. Không này lạ ha, tự nhiên nó rụ nhánh vậy nè. Đẹp ha. Đã nghe luôn. Bơm tùm quá. Lạ quá. Cái này mà trồng cái nhà bự mới được, mình thử á. Trời ơi, quá đất trời. Trời ghê. Đẹp. Giống như là hoạt quả đứng đằng kia. Nó làm lì cái Xâm. Đâm lại. Đâm lại rồi em chứ đó. Phá rồi. Ổ trồng hả chứ? Đá. Đá quý mà. Quay xong mà chưa được làm clip nào.